Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem kênh New 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Jisoo Blackpink khoe ảnh diện đầm trắng xinh đẹp, liền có 3 fan cứng nhanh chóng tương tác. Không giờ ngày 13 tháng 3 theo giờ Hàn Quốc, chị cả Blackpink Jisoo tiếp tục tung hình ảnh mới hâm nóng cho album Mi sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Giữ vững phong độ nhan sắc, Jisoo chứng minh vị trí vi rùa của nhóm nhạc nữ toàn cầu không phải là nói cho vui. Cô nàng hóa thân xuất sắc vào hình tượng mới, mang đến khía cạnh khác lạ khiến fan đứng ngồi không yên. Ngay khi poster được đăng tải, mạng xã hội lập tức xôn xao. Khác với hình ảnh nữ tính, đam thắm, trong sắc đỏ như poster trước, Jisoo khoe thế mạnh hình thể trong chiếc váy trắng xếp tầng như lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên thần. Thế nhưng gương mặt của cô lại biểu cảm vô cùng cá tính, lớp make-up khiến fan liên tưởng đến thiên thần xa ngã. Jisoo ở hình tượng này điện ảnh hơn, dù không cần quá cầu kỳ. Chị cả Blackpink vẫn thể hiện được nét bí ẩn đằng sau ánh mắt. Jisoo phô diễn được thế mạnh nhan sắc và cả khả năng diễn xuất chỉ qua một bức ảnh. Nếu ở lần trước, fan nhận xét Jisoo xến sang, yêu thích vẻ đẹp hoa hậu, thì hiện tại có thể thở phào khi Jisoo chắc chắn là phá kén, hóa thân trong nhiều hình ảnh độc đáo. Dù còn hơn nửa tháng nữa mới chính thức được chiêm ngưỡng MV solo, nhưng fan đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi đến giây phút bùng nổ. Đương nhiên chị cả quảng bá cá nhân không thể thiếu sự phấn khích đến từ ba fan girl đỉnh nhất, chính là các thành viên Blackpink. Không bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào của Jisoo, ba cô em là Jennie, Rose và Lisa là những người cập nhật chăm chỉ và nhanh nhất. Poster mới của Jisoo đã được ba thành viên đăng tải lại trên Instagram cá nhân ngay sau khi concert Bonping vừa kết thúc tại Jakarta. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Knew 24h.